Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bắt bộ trưởng, đến lượt Tô Lâm cũng lên thớt. Tại Việt Nam đang diễn ra vụ đốt lò với việc bắt ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh, thì nay thông tin lại tiếp tục làm rung động Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm. Đó chính là việc phía Đức đã quyết định tổ chức hội thảo 5 năm nhân vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2022 tới đây ở ngay trụ sở của tờ báo TASS. Đây là một nhật báo của Đức đã đăng tải thường xuyên các vụ việc đặc biệt liên quan đến các hoạt động của Việt Nam và mật vụ Việt Nam tại Đức và châu Âu. Và đây là sự kiện hết sức nghiêm trọng đối với sinh mệnh chính trị của ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi vụ việc này tiếp tục được tung ra công luận tại Đức, châu Âu cũng như trên thế giới. Và đến dự sẽ có các chính khách của Đức, các nhà báo quốc tế khắp nơi và luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh cũng như các nhà nghiên cứu về các hoạt động gián điệp cùng nhiều người quan tâm đến vụ việc xảy ra vào năm 2017 vào tháng 7 ở ngay trung tâm thủ đô Berlin khi mà ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc cách đây cũng không xa. Vụ bắt cóc đã gây ra sự bất ngờ rất lớn của chính phủ Đức và nhân dân Đức đối với phía Việt Nam, mà cụ thể ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã bất chấp pháp luật quốc tế, các công ước đã ký kết để đưa đội mật vụ đột nhập vào lãnh thổ Đức và châu Âu để bắt cóc công dân Việt Nam này. Được biết, lần tổ chức tương tự trước đây cũng của tờ nhật báo TASS này ở đây đã từng bị những người Việt Nam được cho rằng chính là những dư luận viên của Đại sứ quán và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện họ đang định cư ở Đức tới đe dọa đánh bom bẩn vào hội nghị này. Và sau đó phía Đức đã phải huy động lực lượng để bảo vệ hội nghị nhằm tránh những rủi ro mà những dư luận viên này có thể gây ra. Và sau đó họ đã bị cảnh sát Đức mời lên để lấy lời khai về việc vì sao lại đe dọa đánh bom bẩn hội nghị của truyền thông Đức ngay tại thủ đô Berlin. Và sau đây mời các bạn xem nội dung cuộc phỏng vấn bà luật sư Schlagenhauf là người bảo vệ về mặt pháp lý và đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh trước tòa án Berlin. Và bà cũng chuẩn bị phát biểu tại hội nghị rất quan trọng này sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2022. Luật sư cho ông Trịnh Xuân Thanh, Việt Nam không thể phủ nhận cáo buộc bắt cóc của tòa án Đức. Phiên tòa xét xử thêm một người Việt Nam bị cáo buộc là mật vụ của Việt Nam tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh dự kiến sẽ diễn ra trong những tháng sắp tới. Khi đó, một lần nữa các bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam là chủ mưu của vụ án này sẽ được đưa ra trước tòa. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Trịnh Xuân Thanh bình luận với Đài Á Châu Tự Do như vậy và cho biết Việt Nam từ trước đến giờ không nhắc tới vụ bắt cóc nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận những cáo buộc của tòa án Đức và chính phủ Đức. Việt Nam không thể phủ nhận hành vi bắt cóc có tổ chức. Bà Petra Schlagenhauf, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh trả lời Đài Tiếng Nói EFA qua email rằng thực tế, chuyện chính quyền Việt Nam tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017 là một vấn đề được đề cập trong phiên tòa đầu tiên khi xét xử ông Nguyễn Hải Long, một trong những diễn viên góp tay thực hiện vụ bắt cóc này. Phiên tòa diễn ra tại Berlin, thủ đô của nước Đức vào mùa hè năm 2018. Ông Nguyễn Hải Long bị kết tội hoạt động mật vụ cho Việt Nam và tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Mà còn ở mức độ tồi tệ hơn vì ông Thanh đã bị tước đoạt quyền tự do trong hơn 7 ngày. Do đó, Nguyễn Hải Long bị kết án tới 3 năm 10 tháng tù giam. Vị luật sư người Đức cho biết thêm rằng phiên tòa này đã đưa ra được nhiều bằng chứng cho thấy vụ bắt cóc này được thực hiện bởi chính quyền Việt Nam. Phía Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận những chuyện bắt cóc, nhưng họ cũng không thể phủ nhận bằng chứng đó cũng như kết luận của tòa án Đức. Bà nói, tôi nghĩ một phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú sẽ diễn ra tại tòa án tối cao Berlin trong những tháng tới. Lê Anh Tú chính là người được cho là mật vụ Việt Nam vừa bị bắt tại Cộng hòa Séc và dẫn độ sang Đức ngày 1 tháng 6 năm 2022. Khi đó, các bằng chứng này một lần nữa sẽ lại được đưa ra tòa và do đó vụ án bắt cóc này lại nhận được sự quan tâm của công chúng. Cho đến nay, Việt Nam chưa bao giờ phủ nhận rằng đó là một vụ bắt cóc, nhưng họ cũng không thể phủ nhận những bằng chứng này và kết luận của tòa án. Được biết, người được cho rằng là mật vụ của Việt Nam, ông Lê Anh Tú vừa bị bắt dẫn độ sang Đức, đã tham gia vào vụ bắt cóc có rất nhiều tình tiết nặng hơn ông Nguyễn Hải Long. Và Đức không bao giờ chấp nhận những gì Việt Nam đã làm.
Luật sư Petra Schlagenhau cũng thừa nhận Đức đã dần dần bình thường hóa mối quan hệ với Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức chấp nhận những gì mà Việt Nam đã làm. Bà nói, đúng là Đức sau một thời gian đã bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam, nhưng vẫn là nước Đức khiến cho tình trạng thân chủ của tôi trở thành vấn đề thường trực trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa hai nước. Điều này không chỉ là do nước Đức không bao giờ chấp nhận những gì Việt Nam đã làm, mà còn là vì thân chủ của tôi đã có quy chế tị nạn ở Đức. Và vụ bắt giữ người được cho là gián điệp của Việt Nam, đó là ông Lê Anh Tú từ bên Cộng hòa Séc, sau 5 năm truy nã đặc biệt và đã dẫn lộ sang Đức vào hôm 1 tháng 6 năm 2022 để chuẩn bị đưa ra tòa án thượng thẩm ở Berlin xét xử vì vụ việc bắt cóc nghiêm trọng này. Nó đã làm nóng lên tin tức và sự kiện kinh hoàng đã diễn ra trước đây ở thủ đô Berlin. Ông Tô Lâm, người được ghi trong bản cáo trạng của Viện Công tố Cộng hòa Liên bang Đức và cho rằng đã cầm đầu vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, lại một lần nữa sẽ bị lên thớt ở châu Âu và quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay, bắt Bộ trưởng đến lượt Tô Lâm cũng lên thớt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.